quyết lấy chồng nghèo dù bao người ngăn cản cô gái Quảng Ninh nhận trái ngọt ngay sau ngày cưới. Quý vị thính giả thân mến, với những người có quan điểm thà khóc trong xe hơi còn hơn cười sau xe đạp, câu chuyện hôn nhân của cô gái 9X Ngọc Huyền có thể sẽ mang tới một góc nhìn khác về vai trò của tiền bạc trong tình yêu. Mới lấy chồng được một năm, nhưng Ngọc Huyền sinh năm 1992 ở Quảng Ninh đã có những trải nghiệm hết sức thấm thía về hôn nhân, về nghĩa vợ chồng. Huyền sinh ra trong một gia đình đầy đủ, lại được bố mẹ bao bọc từ bé. Từ bé đến lớn, cô chỉ chú tâm học hành, ra trường xin việc ở một công ty, đi làm về thậm chí còn không phải làm thêm gì. Đến tuổi lấy chồng, Huyền lại quen một anh chàng khác hoàn toàn so với những gì mọi người tưởng tượng. Huyền quen ông xã trong một dịp tình cờ, Huyền có tham gia một câu lạc bộ từ thiện. Một hôm, cô thấy có một anh chàng lên mạng xin đồ từ thiện và câu lạc bộ của Huyền có đóng góp một chút. Từ quen rồi chẳng hiểu sao lại thành yêu. Thời gian bên nhau cũng không nhiều vì hai người đều bận bịu công việc, nhưng bù lại, Huyền và người yêu luôn có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau. Theo lời chia sẻ của Huyền thì khi còn yêu nhau, mẹ Huyền luôn chia chàng trẻ tương lai khô như ngói, ít tình cảm, tính tình, cảm xúc nghệ sĩ, tiếp xúc nhiều thành phần trái ngược hẳn với con gái. Ông xã Huyền khi ấy là công nhân lương 3 cọc 3 đồng, nhưng có năng khiếu chụp ảnh, hát và làm MC nên có vươn ra làm thêm bên ngoài. Về hoàn cảnh gia đình thì anh sống xa nhà, một mình đi làm phụ mẹ ở quê, mọi thứ đều tự gánh vác. Vậy nên ban đầu gia đình Huyền ra sức phản đối, nhưng Huyền vẫn quyết tâm cưới bằng được, cho dù ngày trước cô cũng có nhiều người có điều kiện theo đuổi. Chuyện lớn để con cái quyết định, bố mẹ Huyền nhượng bộ mà tổ chức đám cưới cho con. Đúng một năm sau ngày quen nhau, hai người tổ chức đám cưới. Ngày đó Huyền chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ lấy một người biết phấn đấu chăm lo cho gia đình là ổn, còn không cần phải giàu vì tiền bạc có thể tự làm ra. Cho dù bao nhiêu người biết tin Huyền cưới đều hỏi, nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm. Ngày cưới, chồng Huyền tự đứng ra lo lễ cưới tươm tất. Những gì không biết thì nhờ bạn bè tư vấn. Lễ cưới vẫn diễn ra hoàn hảo cho dù có chút thiếu sót nhỏ. Cưới xong thì tiền cưới hai vợ chồng lo trả chi phí hết, may mắn không nợ nần gì. Cũng từ đây, Huyền chính thức bước vào một cuộc sống mới khác hẳn trước. Vợ chồng Huyền thuê nhà ở riêng, xa nhà nội, gần nhà ngoại, từ kinh tế đến mọi việc đều do hai vợ chồng tự lo toan. Cuộc sống không có sẵn tiền, nhưng sắm sửa nhà cửa cũng đầy đủ không thiếu gì. Ông xã Huyền chăm chỉ từ nhỏ, đến khi lấy vợ vẫn giữ nếp cũ, có khi ra đường đi làm mặc quần áo bóng bẩy là thế, nhưng khi về nhà chẳng nề hà việc gì, từ đi chợ nấu cơm, lau nhà, rửa bát giúp vợ. Có hôm vợ đi làm sáng, chồng đi làm thông 2 ca về, cũng không chịu nghỉ ngơi, mà hôm thì tranh thủ sửa ảnh cho khách, hôm thì gần trưa đi dẫn đám cưới. Khách khứa về rồi lao vào nhà, nấu cơm ngon canh ngọt tươm tất đợi vợ nghỉ trưa về ăn. Cơm trưa xong, vợ đi làm tiếp đến chiều, chồng dọn dẹp rồi mới nghỉ một chút. Hoặc có hôm thì lại đi làm luôn. Vợ chồng bận rộn, nhiều khi chỉ gặp nhau được vào bữa trưa. Ngày nghỉ hai vợ chồng ở nhà, Huyền thương ông xã cả tuần vất vả nên nhiệt tình vào bếp nấu những món ngon để đãi anh. Nhiều người gặp lại Huyền đều khen lấy chồng xong xinh hẳn ra, Huyền chỉ cười đáp. Vì có chồng chăm và chồng chiều nên lấy chồng xong sinh ra vậy đấy. Cũng vì thế mà từ sau ngày cưới, mẹ Huyền thấy con rể chăm chỉ nhiệt tình nên thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, quý con rể còn hơn con gái. Nhất là từ khi ngày Huyền có bầu, mọi việc từ A đến Z đều được chồng đảm nhiệm. Chỉ khi nào ông xã vắng nhà, cô mới tranh thủ dọn dẹp giúp chồng. Lương của hai vợ chồng tuy thấp, nhưng bữa cơm nào cũng phải đầy đủ chất, hết đồ ăn vặt là đến vitamin. Huyền hạnh phúc kể, chồng bảo, mình phải đảm bảo sức khỏe và lo cho tương lai con cái sau này sinh ra được mạnh khỏe. Dù đi đâu thì trước khi ra khỏi nhà hay lúc về nhà đều không quên hôn tặng vợ, rồi hỏi vợ có mệt không, hôm nay còn thế nào, đạp có nhiều không. Huyền đang bước sang giai đoạn cuối của thai kỳ, bụng to nên mệt mỏi, khó chịu. Nhiều đêm đang ngủ thì chuột rút, chồng cũng tỉnh dậy ngồi xoa chân cho vợ. Vợ kêu đau mỏi hay là nhức đầu cũng massage cho vợ, đêm lại xoa lưng cho vợ dễ ngủ. Một năm sau ngày cưới, Huyền ngồi ngắm lại những bức ảnh cưới trước đây, nhận ra chồng thay đổi nhiều so với trước. Ngày xưa trẻ trung thư sinh phong độ bao nhiêu, thì bây giờ lại chững chạc, già dặn đi bấy nhiêu. Rồi cũng từ đó, da bắt đầu sạm lại, trong lòng cô lại dấy lên một cảm xúc lạ kỳ. Huyền chia sẻ rằng, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng đừng vội mừng vợ chồng mới cưới nên thế, tất cả sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng với mình cứ nghĩ rằng mưa đến đâu mát mặt đến đấy, tốt hay xấu cũng do ý thức bản chất mỗi người, quan trọng vợ chồng mình biết nhìn nhau mà sống.
Qua câu chuyện nhỏ của mình, cô gái 9X cũng muốn gửi gắm một lời động viên ý nhị tới các chị em độc thân. Đừng thấy những câu chuyện không hay mà đâm ra sợ hôn nhân. Đừng cầu toàn quá mà hãy suy nghĩ xem, với mình thứ gì quan trọng hơn. Tiền bạc có thể cố gắng làm ra, nên đừng trông chờ phụ thuộc vào người khác. Vợ chửi chồng dại vì bỏ 140 triệu mua nhà gỗ như chuồng gà, bước vào há hốc, đòi ở không ra nữa. Quý vị và các bạn thân mến, được xây dựng với chi phí rẻ không tưởng và đặc biệt là tính năng có thể di chuyển dễ dàng được, ngôi nhà này đã khiến nhiều người mơ ước được sở hữu ngay từ lần đầu nhìn thấy. Một không gian sống chỉ cần nhỏ xinh thôi nhưng ấm cúng, tiện nghi, lại gần gũi thiên nhiên là ước mơ của rất nhiều người. Ở nước ngoài đã có nhiều mô hình nhà ở như thế này dành cho những người độc thân, hai hộ gia đình ít người ở. Thế nhưng ở Việt Nam, chi phí xây dựng đắt đỏ kèm theo những hạn chế về ý tưởng, nguồn thi công khiến nhiều người e ngại thực hiện ngôi nhà trong mơ ước. Tuy nhiên gần đây, những hình ảnh video về một căn nhà lưu động được đăng tải trên Facebook cũng thu hút tới cả nghìn lượt thích và chia sẻ. Trong đoạn clip, ngôi nhà thông minh được thiết kế bằng vật liệu giống gỗ với phần mái vòm ấn tượng. Dù diện tích ngôi nhà rất nhỏ, thậm chí có thể đặt lên xe ô tô tải để di chuyển, thế nhưng bên trong lại rất tiện nghi với đầy đủ giường, ghế sofa, tivi, tủ lạnh và đặc biệt là cả nhà vệ sinh. Bên trong ngôi nhà, mọi không gian đều được tận dụng hợp lý, đồ nội thất cũng thiết kế thông minh để tiết kiệm diện tích. Ví dụ như bên dưới chiếc giường là nơi chứa đồ, chiếc ghế sofa có thể kéo rộng thêm gấp đôi, từ đó sẽ có thể dùng để làm giường ngủ. Những vách tường được bố trí thêm ngăn nhỏ để đặt đồ đạc vào. Bên trong nhà, nội thất được bố trí khoa học, hợp lý. Trong nhà vệ sinh, bồn rửa tay được thiết kế ngay trên bồn xả nước rất tiện dụng. Chưa hết, bên ngoài nhà còn có khoảng sân vườn với bàn ghế, có thể mở rộng làm chỗ ngồi ăn hoặc uống trà. Được biết, ngôi nhà trên có diện tích khoảng 12m² và có giá thành khoảng 140 triệu đồng. Điều đặc biệt hơn nữa của ngôi nhà này là có thể tháo lắp thành nhiều mô-đun, dễ dàng di chuyển đi khắp nơi. Những clip hình ảnh về ngôi nhà được đăng tải lên Facebook khiến cho nhiều người hết sức quan tâm. Ai cũng rất bất ngờ, ấn tượng về ngôi nhà nhỏ nhưng đa năng và đầy đủ tiện ích. Ngoài ra, cũng không ít người bày tỏ mong muốn được sở hữu ngôi nhà cực kỳ ấn tượng này. Chị HA suýt xoa, ngôi nhà đẹp quá, như của nước ngoài vậy. Ước gì mình có được một căn như thế này, đặt ngay giữa vườn hoa thì quá là tuyệt vời. Ngoài ra, cũng nhiều người lo ngại về chất lượng cũng như khả năng chịu đựng thiên tai của ngôi nhà nói trên, cho rằng ngôi nhà nhỏ lại nhẹ đến mức có thể di chuyển bằng xe tải thế kia, thì có chịu được thời tiết khắc nghiệt như mưa bão hay là nồm ẩm của miền Bắc hay không? Anh TQ bình luận, những ngôi nhà như thế này, mình nghĩ chỉ ở Tây mới phù hợp thôi, khí hậu họ ôn hòa, ít gió bão, chứ về mình qua một trận bão hoặc một mùa nồm ẩm có khi lại hỏng mất thì tiếc lắm. Nhưng chắc hẳn chủ thi công phải tính trước những điều như thế rồi chứ nhỉ? Ngôi nhà thiết kế trong 1 giờ đồng hồ và có giá là 140 triệu đồng. Liên hệ với anh Huỳnh Bảo Toàn, người trực tiếp thiết kế và chỉ đạo thi công ngôi nhà thông minh trên, anh Toàn cho biết ngôi nhà được bên công ty anh thiết kế với vật liệu đặc biệt, rất nhẹ nhưng chắc chắn có thể chịu được cả khí hậu nồm ẩm của miền Bắc nước ta. Ngôi nhà này, anh chỉ mất có 1 giờ thiết kế thôi, cũng có tham khảo thêm một số nguồn từ nước ngoài. Căn đầu tiên bên anh thi công mất 7 ngày, nhưng những căn sau đó thì chỉ mất từ 3 cho đến 4 ngày mà thôi. Căn nhà được làm bằng vật liệu đặc biệt, chỉ 1,5 tấn và có thể di chuyển bằng xe nâng tay. Nhẹ thế nhưng lại rất là chắc chắn, chịu được cả nồm. Căn nhà được lắp ráp từ 10 mô-đun, có thể tháo rời để di chuyển nếu muốn. Trong nhà cũng có sẵn hệ thống điện nước và vệ sinh, lắp đặt ngôi nhà ở đâu thì đấu vào lưới điện và ống tự hoại nằm dưới đất nữa là có thể sử dụng được. Anh Toàn cũng chia sẻ thêm, hiện tại bên công ty anh đã thi công nhiều ngôi nhà thông minh như trên cho nhiều khách hàng, ngoài ra cũng đang nhận được rất là nhiều những đơn đặt hàng. Anh Toàn nói, anh hay đi phượt, thích nhiếp ảnh nữa nên hiểu được nhu cầu homestay là rất lớn. Thế nhưng chi phí xây dựng một homestay đẹp, tiện ích lại không hề nhỏ. Điều đó anh hiểu rất là rõ, cho nên cuối cùng anh đã thiết kế ra ngôi nhà này để những ai xây dựng homestay tiết kiệm thời gian và chi phí. Không ngờ sau đó cũng được nhiều người khác quan tâm. Hiện anh đang hoàn thiện đăng ký bản quyền cho sản phẩm này. Ngoài phiên bản nhà thông minh rộng 12m² nói trên, hiện anh Toàn đang chuẩn bị cho thi công thêm hai phiên bản có diện tích lớn hơn là 20m² và 24m². Căn 20m² sẽ được anh nâng cấp bổ sung thêm bồn tắm đứng trong phòng tắm, còn căn 24m² sẽ vô cùng rộng rãi với giường rộng 1m8 và không gian bếp trong nhà.